2S38 Derivatia PVO là tổ hợp pháo phòng không tự hành do Uran Vagon Zavod, công ty con của tập đoàn công nghệ quốc phòng Nga Rostec phát triển. Tổ hợp này được đặt trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và được tích hợp trạm vũ khí điều khiển từ xa gắn pháo 2A90 cỡ nòng 57mm và một súng máy 12,7mm gắn bên ngoài. 2S38 có thể sử dụng cả loại đạn 57mm hiện có, cũng như đạn xuyên giáp và đạn điều khiển điện tử, dẫn đường và kích nổ từ xa, giúp tiết kiệm chi phí và mang lại sự đa dạng trong phương thức tác chiến. Theo nhà sản xuất, 2S38 Derivatia có khả năng tấn công nhiều mục tiêu như máy bay không người lái, trực thăng, tên lửa hành trình và tên lửa không đối đất tầm ngắn. Tổ hợp này có thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 1.800 km/h, cũng như có thể giao chiến với các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. 2S38 không sử dụng radar vì nó được tích hợp hệ thống trinh sát và dẫn đường quang điện tử, cũng như hệ thống điều khiển hỏa lực tinh vi. Hệ thống này sử dụng thiết bị ngắm nhiệt, do đó có thể phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không trong mọi điều kiện. Về thông số kỹ thuật, 2S38 có chiều dài 7,8m, chiều rộng 3,23m và chiều cao 2,4m. Tổ hợp này được vận hành bởi kíp lái 3 người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và lái xe. Sử dụng động cơ diesel UTD 29V10, công suất 500 mã lực, 2S38 có thể di chuyển với vận tốc tối đa 70km/h trên đường trường, phạm vi hoạt động 600km. Nó có thể lội nước với vận tốc 10km/h, vượt chướng ngại vật cao 0,8m và vượt hàm sâu 2,5m. 2S38 Derivatia PVO ra mắt lần đầu tại triển lãm vũ khí quốc tế Army 2018. Hiện tổ hợp pháo phòng không này đã qua thử nghiệm dã ngoại nhiệt độ thấp tại Nizhny Novgorod và qua thực chiến tại chiến trường Syria.